trưởng công an phường bị cách chức vì chửi bới, đe dọa người dân. Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, giám đốc công an tỉnh Quảng Ninh, vừa ký quyết định cách chức trưởng công an phường Bãi Cháy đã có hành vi ứng xử thiếu văn hóa. Chiều mùng 6 tháng 6, thông tin từ công an tỉnh Quảng Ninh, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, giám đốc công an tỉnh Quảng Ninh, vừa ký quyết định kỷ luật, cách chức, điều chuyển công tác đối với Trung tá Nguyễn Thành Nam, trưởng công an phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Trước đó, ông Nam bị tạm đình chỉ công tác để thực hiện quy trình xem xét, xử lý kỷ luật về hành vi vi phạm theo quy định. Trước đó, trên mạng xã hội có đăng tải một clip dài 1 phút 27 giây ghi lại hình ảnh hai chiếc ô tô đối đầu nhau, nghi là va chạm giao thông. Người đàn ông mặc quần đen, áo trắng chân bước loạng choạng, giọng nói như say rượu vừa chửi bới, đe dọa vừa đánh người thanh niên. Ngay sau khi được đăng tải trên mạng xã hội, đoạn clip gây xôn xao dư luận. Nhận được thông tin vụ việc, Công an thành phố Hạ Long vào cuộc xác minh và bước đầu xác định vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 17 tháng 5. Tại đường Hạ Long, phường Bãi Cháy, xảy ra vụ va chạm giao thông giữa ô tô biển kiểm soát 14A-70787 với ô tô biển kiểm soát 14A-50698 khiến hai ô tô bị hư hỏng nhẹ. Kết quả xác minh cũng cho thấy người điều khiển ô tô biển kiểm soát 14A-50698 cũng là người đàn ông mặc quần đen, áo trắng, có hành vi chửi bới. Đánh người trong clip là Trung tá Nguyễn Thành Nam, trưởng công an phường Bãi Cháy, Hoàng Dương, Tiền Phong.